Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc đã ký kết văn kiện dự án thúc đẩy việc sử dụng vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam. Mục tiêu tổng quát của dự án là nhằm giảm mức năng lượng tiêu thụ và giảm phát thải khí nhà kính thông qua việc thúc đẩy sử dụng và vận hành nồi hơi hiệu quả năng lượng trong công nghiệp. Ở cấp độ toàn cầu, dự án sẽ góp phần giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính khoảng 1.837.355 tấn CO2. Ở cấp quốc gia, Việt Nam sẽ tiết kiệm được khoảng 467.317 tấn dầu tương đương TOE trong vòng 10 năm giai đoạn tác động của dự án tính từ năm 2019 đến 2028. Dự án cũng sẽ góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam do giảm chi phí năng lượng tiêu thụ và giảm ô nhiễm và tác động về môi trường. Dự án sẽ do Bộ Công Thương phối hợp với UNIDO tổ chức thực hiện trong giai đoạn tháng 11 năm 2015 đến tháng 10 năm 2019. Đối tượng chính được hưởng lợi từ dự án là nhà sản xuất và chế tạo nồi hơi Việt Nam và các doanh nghiệp công nghiệp trong các ngành như là giấy và bột giấy, dệt, chế biến thực phẩm, hóa chất, chế biến cao su. Tổng mức vốn của dự án là 12.053.000 đô la Mỹ. Về vai trò của dự án, phát biểu tại lễ ký kết, ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, dự án là một trong những nỗ lực của Bộ Công Thương với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc UNIDO để hoàn thiện các quy định và hướng dẫn về hệ thống tiêu chuẩn hóa nồi hơi công nghiệp, cũng như xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật, tài chính, thúc đẩy việc sản xuất, chế tạo và sử dụng rộng khắp nồi hơi hiệu quả năng lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam.